Hơn triệu đấy, tính ra hơn triệu một cái. Các tướng đầu não ở trong đây để làm việc. Ủa, cái chỗ này chúng ta phải bỏ. Bỏ. Bắt đầu lái vàng rồi. À, lái vàng ở đây. Đấy, lái vàng ở đây. Hi, xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nếm TV nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu những di tích lịch sử. Và cái mảnh đất mà chúng ta đang chuẩn bị khám phá ở đây chính là Điện Biên. Phía sau lưng mình đây là một cái dãy núi rất là đẹp. Để biết được là cái dãy núi này quan trọng như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá. Let's go. Điện Biên Phủ, cái tên mà có lẽ hàng trăm năm nữa người Pháp luôn phải nhớ tới cùng với thất bại ê chề của họ. Những chiến thuật, những căn cứ của quân đội Việt Nam luôn là điều bất ngờ đối với bất cứ đế quốc xâm lược nào. Để đảm bảo sự tuyệt mật cho các lãnh đạo cấp cao hoạt động, chúng ta đã phải thay đổi rất nhiều những vị trí chiến lược trước khi kẻ thù phát hiện ra. Chiến dịch Điện Biên Phủ khi xưa cũng vậy, đã có tới 3 nơi được chọn để làm căn cứ bí mật. Ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng nếm đi tìm căn cứ quân sự đầu tiên. Hiện tại thì mình đang có mặt tại huyện Tuần Giáo và mình chuẩn bị đưa các bạn tới một cái hang có tên là hang Thẩm Búa. Rất là vui khi mà mình đang bay quay cam thì gặp được bác Lễ cùng với cả mọi người ở đây. Bác Lễ có hay xem kênh cháu không bác Lễ? Có. Hay lắm. Suốt ngày. Cảm ơn nhá. Bây giờ thì mình sẽ nhờ bác Lễ dẫn mình đi tới hang Thẩm Búa. Để đi băng qua hang Thẩm Búa thì chúng ta sẽ phải ngang qua cái con suối này. Con suối gì vâng, bác? Con suối này là suối Nậm Húa. Nậm Húa ạ? Vâng. Cái khung cảnh ở đây rất là đẹp. Bởi vì trong cái cuốn hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì con nói là nhắc tới cái cảnh đẹp ở chỗ đây là ngày trước là thuộc Trường Sinh ạ. Vâng, trước thuộc Trường Sinh, bây giờ thuộc xã Trường Đông. Đông. Đã chia lại hành chính ạ. Vâng. Thì cái khung cảnh rất là đẹp như thế này. Vâng. Ở đây thì người dân có sử dụng những cái guồng nước để đưa nước về lên những cái thửa ruộng. Ở đây thì một năm cấy mấy vụ ở bác? Hai vụ. Hai vụ à? Vâng. Nhiều nước này sao mình không cấy ba vụ? Thế thôi tưởng quay vùng. Nó theo như mình thấy thì cái khung cảnh này nó rất là đẹp ấy. Sơn thủy hữu tình. Các bạn có thể thấy là mỗi buổi sáng thì những cái đám mây kìa, những cái đám mây nó sẽ lượn qua những cái ngọn núi và bên dưới là dòng suối Nậm Húa, rồi có những cái con cọ nước này. Rồi chúng ta còn được lang thang trên những cái bè này. Bác đi trước nhá, cháu đi sau bác. Cái bè này là người dân tự làm hả bác? Vâng. Hay quá. Thì nó trượt chân đi bên này. Cả làng làm đấy à? Trượt chân đấy, bùn. Trượt chân à? Vâng. Trước hôm qua lũ mà. Vâng. À hôm qua có lũ ạ? Vâng. Hôm qua hay hôm kia? Hôm qua. À. Hôm qua, hôm kia cũng lũ. Ồ, những cái luống mạ ở đây đã lên xanh dần mất rồi. Đẹp thật. Chắc là ăn Tết xong là mình sẽ cấy bác nhở? Cái này là đến tháng 4, tháng 5 mới được gặt. À đúng cái rồi. Này cấy xong rồi. Dạ. Mà à mình cấy xong rồi ạ. Vâng. À ở đây cấy sớm nhỉ. Vâng. Thế chỗ cháu là ra riêng mới cấy cơ. Vâng. Cái này cấy xong. Chào bác. Cháu đi hang Thẩm Búa. Cháu đi hang Thẩm Búa. Chào bác. Dạ. Bác Lễ đây là người Thái hả bác? Vâng. Anh đây là người Thái đen à? Người Thái đen. 100% luôn. 100%. À. Vâng. Thì theo những cái lịch sử để lại thì những cái di tích hoặc là những cái căn cứ đầu tiên thì quân đội của chúng ta đều dường như là ở cạnh những bản làng có bà con người Tày, người Thái và người Mông. Nếu mà không có sự giúp sức của tất cả các bà con thì khó lòng mà chúng ta có thể là ẩn trốn cũng như là hoạt động được trong một thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện. Cái này là có hay có người về chơi không bác? Có. Hay lắm à? Vâng. Vâng. Bác Lễ, cái này là mỗi năm mình thay một lần à? Mỗi năm một lần. Mỗi năm phải làm một cái cọn mới nhỉ? Vâng. Rất là mất công. Mất công đây là hơn triệu đấy, tính ra. Hơn triệu một cái. Úi trời. Nhưng mà nếu không có thì cũng không có cách nào để đưa nước lên ruộng đúng không bác? Vâng. Đấy, các bạn biết vì sao là mỗi năm phải thay một lần không? Bởi vì là
mỗi lần mùa lũ về thì nó sẽ phá hỏng hết tất cả cái con nước này. Cháu thấy ở trong miền Trung ấy, có một số nơi bây giờ họ vẫn đan bằng những cái phên bên trên, nhưng mà cái khung của nó ấy, họ sẽ làm bằng sắt bác ạ. Vâng. Nhưng mà sắt thì hơi tốn nhỉ. Vâng, sắt tốn. Đấy. Gần 2-3 triệu ra. Đấy, cứ tới một cái ống nước kia thì nó sẽ dội vào như này. Đây là một cái hình thức lấy nước khá là hay. Wow, đẹp thật đấy. Bản này bản gì bác ơi? Bản Nôm. À bản không, như là tên bản chỗ bác ở ấy. Bác ở bản Bó. Bó. Bản Bó. Các bạn hãy search trên bản đồ là bản Bó hoặc là hang Thẩm Búa thì sẽ có đường chỉ tới nơi. Nhưng mà các bạn phải hỏi bà con, bởi vì là chúng ta sẽ phải băng qua con suối. Cái cảnh mây luồn này quá đẹp, rất là đẹp. Có vẻ như mình và bác Lễ sắp tới với cả cửa miệng hang rồi. Ở đây là một cái khu di tích đã được chứng nhận di tích cấp quốc gia, nên ở đây sẽ được bảo tồn. Ngày trước thì ở đây có nhiều cây cổ thụ không bác Lễ? Vâng, có. Có nhiều lắm à? Vâng. Cây nhưng mà bây giờ là người dân khai thác hết rồi đúng không? Vâng. Tiếc nhỉ. Đây là cây gì đấy bác? Họ đang trồng lại cây gì đấy? Chắc này cây keo thôi bác. Cây keo á? Vâng. Phải không? Vâng. À, nó sẽ cái lạ lạ nhỉ. À, cây lát. Cái lát, cái này, đúng, cây đúng lát. Rồi. Cái này cây lát không nhớ tên. Cây keo. Vâng, đúng rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Đây là cái nơi mà đặt sở chỉ huy quân sự trong cái trận đánh Điện Biên Phủ năm xưa. Đây là điểm đầu tiên. Và trong cái chiến dịch đó thì sở chỉ huy của quân đội ta đã di chuyển tới 3 lần. Và lần cuối cùng thì là ở Mường Phăng. Mình đã quay cho các bạn sở chỉ huy trong cái hành trình 3 năm trước. Nhưng lần này thì mình muốn tìm hiểu tới cái nơi đầu tiên mà bác Giáp cũng như là các tướng đầu não ở trong đây để làm việc. Nhầm rồi. Để mà tìm được cái địa chỉ, cái vị trí này thì chắc chắn là mà quân đội của ta sẽ phải nhờ tới bà con. Bởi vì chỉ có bà con mới thông thạo được cái địa hình ở đây. Đi khó quá. Ây da, lâu rồi không có ai vào đây. Mình hy vọng là qua cái thước phim này thì các bạn sẽ tới với cả tuần giáo. Đây là thuộc tuần giáo hả bác? Vâng. Vâng, thuộc tuần giáo. Để vừa là du lịch, vừa là tìm hiểu lịch sử. Mình rất là thích tìm hiểu lịch sử. Nếu quay lại thời gian trước đây, xung quanh đây toàn là những cái cây cổ thụ tán cao thì rất là khó để quân đội Pháp họ phát hiện ra. Đây là một cái nơi an toàn. Nhưng mà cũng để đảm bảo cho cái tính bảo mật nên sở chỉ huy của chúng ta đã phải di chuyển tới 3 lần liền các bạn ạ. Một lần ở đây, xong đến một cái hang tiếp theo, rồi mới tới Mường Phăng. À đây có bia di tích luôn này. Mình tới rồi hả bác? Vâng, tới rồi. Để cháu đọc thử qua nào. Di tích hang Thẩm Búa, đây là địa điểm đặt sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tổng Quân ủy thời, đồng thời là nơi dừng chân đầu tiên của sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Cái thời gian mà sở chỉ huy làm việc ở đây là mùng 7 tháng 12 năm 1953 và đến 17 tháng 1 năm 1954. Tức là trong vòng tầm khoảng một tháng. Đúng rồi. Và ngày 14 tháng 1 năm 1954, Đảng ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch đã họp dưới sự chủ tọa của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và đã đưa ra cái phương án tác chiến là từ đánh nhanh thắng nhanh chuyển sang đánh chắc tiến chắc, và dự định thực hiện đánh nhanh thắng nhanh. Chọn ngày nổ súng là 20 tháng 1 năm 1954. Rất tuyệt vời. Để cháu bác cháu mình, để cháu bật cái đèn này đi. À, đây bác đổi cái đèn này cho cháu để cháu quay cho nó dễ. Đây, ok. Rồi. Đấy bác đội đầu. Đấy chuyên nghiệp. Bác Lễ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 56. Bác sinh năm bao nhiêu? 67. 67 tức là cái lúc đấy thì bác chưa sinh ra ở cái hang này đúng không? Chưa. À cái lúc mà chiến tranh thì bác chưa sinh ra. Chưa, Mỹ mới lánh cầu ở kia giới thì vừa mới lẻ ngày lấy thôi.
Vâng, nào, bây giờ bác dẫn cháu vào đi. Bác có biết đường không? Bác đã vào đây mà bao nhiêu lần rồi? Vào thì vào nông này thôi, chứ vào sâu. À vâng, thế thì bác cháu mình thử sâu đi. Úi, trong này rất nhiều ngõ ngách. Sạch lắm đấy. Sạch nhờ bác nhờ. Không nhận. Nhưng cái hang này hơi khô bác nhỉ? Khô. Nó không phải hang ẩm ướt. Chính vì vậy là khi mà ở những cái hang khô như thế này thì mới làm việc nó an toàn được. Đây, các ngõ ngách đây. Đây, rất nhiều ngõ ngách. Ở bên này thì bịt kín rồi. Cháu thấy là ở Việt Nam của mình rất là nhiều hang quá ạ. Vâng. Và mỗi cái hang thì đều có cái ý nghĩa quan trọng. Nơi thì là di sản của thế giới, nơi thì là di sản về Việt Nam. Ủa, có hai ngách này, ngách trái, ngách phải. Cái này ngách sâu. Bên này. Ui, cái này nếu mà đi theo đường con chuột thì chúng ta sẽ tìm được rất nhiều những cái ngõ ngách. Hơi tiếc là các bạn trẻ ở đây đã dùng bút để viết lên những cái tảng đá này. Thì mình thấy là đây là một điều không nên. Ghi được tiếp không bác? Chắc được nhỉ? Chắc được. Dạ? Chắc được. Vẫn được à? Nếu bạn nào mà đã từng xem cái hang ở bên chỗ Chi Lăng, Lạng Sơn thì mình đã là người đầu tiên quay cho ở cái hang đấy. Và mình biết ở Việt Nam của chúng ta còn rất nhiều những cái hang khác đặc biệt nữa. Và thậm chí là cái hang thẩm, hang bàn thẩm ở huyện Thuận Châu, Sơn La. Thì mình cũng là người đầu tiên quay lên. Nên mình hy vọng là mình sẽ truyền cảm hứng cho các YouTuber khác. Và những tour du lịch hoặc là những chính quyền địa phương để phát triển những cái nơi này, bảo tồn. Đẹp quá. Bác thấy lý thú không? Ui, đẹp thế bác nhỉ? Đẹp đấy. Liệu... Này lột ra bên này đấy. Hay nhỉ? Quồng ra bên này. Để cháu đèn sáng này, cháu chạy trước này. Bác cứ... Ui, hay thật đấy. Ui, có con bướm này bác này. Con bướm nó hình đôi mắt này bác này. Bác nhìn được không? Nó giống hệt đôi mắt nhỉ? Rồi. Không biết là ngày xưa cụ Giáp làm việc ở chỗ nào nhỉ? Để cháu chui qua đây. Wow. Ui, bên này thông được bác ạ. Thông rồi. Thông luôn sang bên này đấy. Thế thì hết rồi. Hết đường rồi à? Vâng. À, đây rồi, chúng ta đang băng qua miệng hang và tới một khu rừng như này. Liệu nó có thành vòng tròn không bác? Không. Không vòng tròn á? Cháu nghe tiếng suối. Đây. Hình như nó thành một vòng tròn bác ạ. Vòng tròn ạ. À? Bác chưa đi bao giờ à? Chưa. Bác có sợ không? Không. Không sợ à? Không sợ. Ở đây người ta có đồn đoán ma quỷ gì không? Không. Không à? Đúng chẳng rồi. Chẳng sợ ma. Đây. Cuối cùng thì chúng ta đã tới với bên ngoài cửa hang. Tức là cái hang này cũng không quá rộng đâu. Nó thành một cái vòng tròn các bạn ạ. Đây, chúng ta bắt đầu ở cửa bên này hoặc là cửa bên này đều được. Thì nó sẽ vòng ra. Liệu nó còn cái hang cửa nào không bác nhở? Thế thôi chắc không có nữa rồi. Ủa, cái vách núi nó dựng đứng đẹp thật đấy. Ôi, cháu thấy nó thông với nhau đấy. Vâng, cái này nó khác. À, khác à? Vâng. Theo như lời bác Lẻ nói thì khi vừa nãy chúng ta... ở đây ai vẽ hình ảnh bác Hồ đây bác? Ôi, nó có rất nhiều ngõ ngách bác ạ. Đây lại một ngách ngách nữa này. Trong này có đi được không bác? Chắc đi được. Đi được. Cháu đi đằng sau, cháu hộ tống bác. Ồ, cái chỗ này chúng ta phải bò. Bò. Nó chỉ thấp tầm khoảng 30cm thôi. Úi trời. Tầm này mà ai béo là không đi được đâu này. Phải đi phải mò. Cuối cùng thì mình với cả bác Lẻ lại tìm thêm một cái ngách nữa. Cái này ngày trước là có nước đây bác này.
Cái này là có nước này. Trước có nước, mùa mưa có nước. Mùa mưa là nó sẽ thành cái hố đựng nước. Có cành tre này, tức là nó trôi từ trên cái bụi trên kia xuống đấy bạn. Không, nó bắt con rơi chắc hết trên này rồi. Hết đường cụt à? Ừ, đường cụt rồi. Để cháu vào cháu xem thử nào. À, họ bắt rơi à? Bắt rơi. Nhưng mà thôi, bây giờ mình không ăn rơi nữa các bạn. Ăn rơi nó nguy hiểm lắm. Đẹp thật đấy. Việt Nam của chúng ta rất là kỳ vĩ, bởi vì nằm ở trên một cái thềm lục địa mà được kiến tạo rất là mới. Và thậm chí Việt Nam của mình là có cái hang động lớn nhất thế giới các bạn. Vâng, ở trong Quảng Bình, rất là đẹp. Quảng Bình. Quảng Bình là quê hương của bác Giáp ấy. Rồi. Vâng. Đẹp lắm. Bác là sinh năm 67 đúng không? Vâng. 67 thì bác đã tham gia cái cuộc chiến nào ở Việt Nam chưa? Chiến tranh thì chưa, nhưng mà thằng Tàu nó câu pháo vào tháng 28 năm kia. À, đúng rồi. Thế thì bác đi năm nào? Tháng 3, 84. Năm 84, à cháu nhớ rồi. Trên bác đi mặt trận nào? Mặt trận 32. À, ở trên Mường Nhé. Mường Nhé, à. Vâng. Mường Nhé là... Ở xã Trung Trải đấy. Trải. Vâng, vâng, vâng. Đúng rồi, ngày xưa là Tàu họ quấy phá mình từ năm 79 trước, đến năm... Trước chỗ cầu Long Phú ấy. Vâng. Ở đấy là mình đứng mình canh nó thôi đúng không? Vâng, canh thôi. Vâng, chứ nó đánh nhiều ở bên Hà Giang. Nó chỉ có pháo vào nhiều quá, nhưng mà... Câu pháo. Mình không cho, lại ý đi năm kia không cho đánh. Vâng, 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 vâng. Mình đánh thì sẽ chết hết mà. Vâng, vâng, đấy. Đúng rồi. Đấy là đúng rồi. Thế mình phải lấy... Kiểu rồi chọc hết, cháy hết rồi, coi như là... Mình mò lên thì nó sẽ vắn tỉa hết. À. Thế là... Thế mình cứ giữ. Cứ giữ thôi. Mình giữ đất thôi đúng không? Vâng. Vâng, thế mình tiếp tục đi. Đấy, các bạn thấy là ở Điện Biên là một cái tỉnh mà giáp với cả biên giới Trung Quốc. Thậm chí là giáp cả Lào nữa. Nhưng mà quay trở lại với cái việc là giáp với Trung Quốc thì chúng ta luôn luôn phải đề phòng sự xâm lược của Trung Quốc. Bởi vì là suốt hơn 1.000 năm qua, Trung Quốc luôn tìm mọi cách để chiếm lấy Việt Nam. Thậm chí là năm 84. Đấy là trong cái chiến tranh biên giới thì các bạn có thể search tìm hiểu ở trên báo chí từ năm 79 đến năm 89. Nhưng mà mặt trận khốc liệt nhất là mặt trận Vị Xuyên, mình đã từng quay rồi. Đây là cái khối thạch nhũ duy nhất ở trong hang động mà nó vẫn còn đang giữ được cái sự óng ánh của nó. Đây các bạn nhìn này. Bác thấy đẹp không bác? Đẹp đấy. Đẹp quá, đẹp, óng ánh nhiều quá nhỉ. Đúng rồi, rất nhiều luôn. Đấy, nó lấp lánh. Đây những cái tinh thể silicat cái thứ. Đẹp quá. Cái này quá đẹp. Quá đẹp thật đấy. Trông giống một cái dòng thác bạc bác nhỉ? Đấy. Nhỉ? Vâng. Trông giống thác bạc ấy. Đẹp thật đấy. Cháu thấy khung cảnh bên ngoài cũng đẹp, mà bên trong cũng đẹp. À, bên này có một cái nhũ nữa này bác này. À, bên đây cũng có này. Đấy. Nhờ. Đấy cũng hơi óng ánh. Nhưng mà nó không được nhiều như bên kia. Đấy. Rồi. Bác cháu mình về thôi. Nói chung là cái chỗ này là một cái nơi đặt sở chỉ huy tạm thời trong vòng một tháng thôi, nên nó không có quá nhiều thứ để mình quay. Nhưng dẫu sao thì mình cũng rất muốn các bạn tới đây, vừa là kết hợp tìm hiểu văn hóa người Thái, vừa là ngắm cảnh sắc của tuần giáo, và kết hợp tìm hiểu lịch sử. Bác nhờ. Vâng. Đấy. Đấy. Cái này cũng đẹp. Đẹp mà nhờ, bác nhờ. Đẹp, 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 đẹp. Trước mặt của bác lẻ rất nhiều cọn nước. Toàn bùng nước. Trước bộ đội mà của chúng ta mà ở đây mà ngắm nhìn khung cảnh này thì đúng là yêu đất nước. Xong mà có thêm cái tinh thần để bảo vệ đất nước. Họ đang đánh cá kìa bác. Vâng, đang đánh cá. Ở đây có nhiều cá không bác? Có. Ui, các bạn nhìn. Chép. Ui, cái dòng chép sông, dòng suối Nậm Hua rất là đẹp. Vâng. Nó chảy rích rắc quanh bản làng như thế này. Vâng. Đây, mình sẽ đi một vòng quanh bác lẻ cho mọi người xem. Đâu đâu quanh đây cũng có nước. Úi trời, đẹp kinh khủng luôn. Trước thì cá ta vâng. Nhiều. Đấy, mình làm một đúp như thế để các bạn thấy nó đẹp như nào. Đây, nhìn cái mây nó luồn này, nó mây nó luồn này. Xong dưới là những cái gọn cọn nước. Ở đây gọi là cọn nước vâng.
Buồng nước. Guồng nước. À, ở trên người Tày thì gọi là cọn nước. Đấy. Đẹp chưa? Đây nữa này. Cũng một tùm lum luôn. Mình rất là mong muốn sau này những cái liên quan đến văn hóa như này sẽ được giữ lại. Bởi vì sâu xa nhiều nơi ngày trước cũng đã từng có guồng nước nhưng bây giờ họ bỏ để chuyển sang máy bơm. Nhưng mà mình rất là thích những cái kiểu thủ công như thế này. Rất là đẹp. Các bạn có biết không? Cái con suối Nậm Hụa này. Nậm Hụa bác? Nậm Hụa. À, con suối Nậm Hụa này có một cái điều rất là đặc biệt. Bác kể cho cháu ngày trước, cách đây tầm 2-3 năm thì ở đây có cái gì bác? Từ 87-88 ấy, bắt đầu từ 89 bắt đầu rải vàng rồi. À, rải vàng ở đây. Rải vàng ở đây, trước thì kéo bằng tời. Ồ, kéo đấy. Bằng tời. Bắt đầu lào trơn, lào vùng sảnh. À, đào sảnh. Ấy sau này nữa thì mới là người Việt Nam mình là mới lấy về lấy thuyền. Vâng. Đấy. Bắt đầu máy xúc, máy giết thì bắt đầu là xúc lên. Tức là đấy, các bạn ơi, cho vào sàng. Cái con suối này ngày xưa rất là nhiều vàng. Vâng, và con đãi được rất là nhiều và bản thân bác Lệ cũng đi đãi vàng quá. Vâng. Nhà nào ra đây cũng ra đây đãi luôn. Đấy sành xúc thì một ngày thì được 2-3 phân, hai vợ chồng ấy. Ui trời, hai vợ chồng mà được 2-3 phân luôn. Vâng. Một ngày ui. Một ngày. Chứng tỏ là thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam rất nhiều những tài nguyên. Đấy là lý do tại sao mà các đế quốc, thậm chí là gã hàng xóm Trung Quốc luôn luôn nhăm nhe để chiếm lấy Việt Nam. Bởi chúng ta quá là giàu tài nguyên. Nhưng mà mình hy vọng là sau này chúng nước của Việt Nam sẽ phát triển kinh tế thật mạnh để không có một cái đất nước nào dám bắt nạt chúng ta nữa, dám xâm lược trái phép. Và chúng ta sẽ bảo tồn được tất cả những tài nguyên hay là những cái tấc đất mà đáng lẽ Việt Nam sẽ được thừa hưởng. Bác nhờ. Vâng. Ngày xưa là họ thấy mình có nhiều tài nguyên, họ vâng. Sâu xẻ chen đấy. Đúng rồi. Tàu nó mới chen muốn lấy đất nước Việt Nam nó nhiều vàng. Đúng rồi. Từ mãi đấy. Bên châu Âu mà biết được mà sang đây mò đây giỏi thật đấy bác nhờ. Sang đây mà lấy của mình. À, cả than nữa. Đấy, cái gì nó mang về lấy của Việt Nam thì không mang Việt Nam thì nhiều. Mưa to quá. Được theo chân một người cựu chiến binh là một niềm vinh hạnh với nếm. Sự hòa bình của đất nước ta đúng là không dễ gì có được. Chúng ta đã phải đổ rất nhiều xương máu để giữ từng tấc đất của Tổ quốc. Vậy nên, dù chúng ta là ai đi chăng nữa, nhưng đã là người Việt Nam, hãy cùng nhau sát cánh, đoàn kết để bất cứ một đế quốc nào có ý định xâm lược chúng ta đều sẽ không thể thực hiện được. Các bạn đang thấy là có một hộ gia đình đang sửa cái guồng nước kia, bởi vì lũ nó về nó làm hỏng. Nên rất là vất vả, phải có 2-3 người nhấc cái kia lên để thắng lại cái sức guồng của nước thì mới sửa được. Đây là một cái nét văn hóa rất là hay. Nhưng mà hơi tiếc cho mình đó là bây giờ trời tự dưng lại đổ mưa rất là lớn. Mình không thể bay flycam cái cảnh guồng nước rất là đẹp như thế này ở tuần giáo. Nên đây cũng là một cái sự không trọn vẹn để các bạn xem video thì có thêm cảm hứng để tới tận đây để xem. Chứ nếu mà mình quay hết thì nó lại thành full mất. Mọi người sẽ không còn cái gì để khám phá nữa. Xa xa kia là những cái bản làng đang ở ngay dưới những chân núi rất là đẹp. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc video đây bởi vì là thời tiết nó không thuận lợi cho lắm. Cảm ơn bác Lệ đã vô tình hai bác cháu mình gặp nhau nhỉ. Vâng, bác cũng là khán giả xem kênh của mình rất là lâu rồi, xem tất cả các số luôn. Thì mình hy vọng là những cái thước phim như thế này sẽ hữu ích và sẽ là một cái món ăn tinh thần cho những bác như là bác Lệ hay là bạn trẻ khán giả khắp cả nước. Thực sự là cái bản bó này rất là đẹp. Cháu thấy rất là đẹp. Vâng. Cháu không định đâu nhưng mà nó rất đẹp. Bởi vì có dãy núi cao. Dãy núi cao tận hơn 500m tính từ lòng suối luôn bởi vì mình đo bằng flycam. Thì đây là một cái nơi rất là hay để vừa là khám phá văn hóa, cảnh sắc và di tích lịch sử. Nên mong muốn các bạn hãy tới với Điện Biên nhé. Bác có muốn kêu gọi người ta tới Điện Biên bác? Và bác kêu gọi người ta đến bản bó mình đi. Nếu mà mời các chú ấy đến bản bó xem buồng nước
xem cái hang thẩm của vâng. thì mời các bác về xem nhá. Vâng. Mọi người nhớ với thẩm bó nhá. Người nhớ. Vâng. Ừ. Địa chỉ cụ thể là bản bó xã gì bác nhỉ? Bản bó xã Trường Đông. Trường Đông, huyện Tuần Giáo. Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên nhá. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt nhá. Chào các bác nhá.